Thì các bạn tin nhanh 24/7 nghi án con cướp cổ cha bà nội rồi tự thiêu. Đến 9 giờ 20 phút sáng ngày 5/5, công an tỉnh Bình Dương vẫn phong tỏa hiện trường để làm rõ vụ án mạng làm 3 người trong gia đình tử vong và phát hiện rạng sáng cùng ngày. Vụ án được xảy ra vào ngôi nhà trên đường Sớm Hương, khu phố Bình Dương 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An. Theo thông tin ban đầu, 3 người tử vong gồm Phúc 20 tuổi, công nhân, ông Hùng 56 tuổi, cha của Phúc và bà nội của Phúc. Vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 2 giờ 30 sáng cùng ngày. Khi đó, hàng xóm thấy lửa phát ra từ ngôi nhà nên chạy đến thì phát hiện Phúc đang cháy nghi tự thiêu, trên bụng có vết thương nghi bị đâm. Bà nội Phúc đã tử vong tại chỗ do vết thương ở cổ. Cha của Phúc được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương nhưng cũng đã tử vong. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này, hẹn lại quý vị ở clip tiếp. Nhớ like, share, nhấn subscribe.